bài viết của tác giả David Trần có tựa đề Vài hàng nhớ lại bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, sinh năm 1931, là con gái thứ bảy, nên còn có biệt danh là cô Bảy Mỹ Tho. Trong một gia đình công giáo ở Mỹ Tho có 10 anh chị em. Lúc còn niên thiếu, phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng người em gái Tám Hào thường xuyên lên Sài Gòn để đi học và thăm thân nhân. Do gia đình quen biết với dược sĩ Huỳnh Văn Xuân làm việc ở Viện Bào Chế Trang 2, hai chị em bà được giới thiệu làm trình dược viên tại Viện Bào Chế Rosell. Chính ông Huỳnh Văn Xuân làm mai mối cho Nguyễn Văn Thiệu, lúc đó đang đeo lon trung úy. Quen Mai Anh, mặt khác, cậu Mai Anh là Đặng Văn Quang, cũng là bạn đồng khóa trường Võ Bị Đà Lạt với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nên cả hai người được xe duyên thành vợ chồng, dù có đôi chút trở ngại vì Mai Anh theo đạo công giáo. Ông bà chính thức làm lễ cưới vào năm 1951. Sau này, vào năm 1958, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu mới rửa tội theo công giáo. Phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu hoàn toàn không can dự vào chính trường mà chỉ chú tâm vào các hoạt động xã hội. Ở cương vị là phu nhân của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, bà rất thông cảm với sự thiếu thốn những trung tâm y tế phục vụ người dân. Vì thế, sau nhiều năm hoạt động xã hội, Nguyễn Thị Mai Anh là người đã gợi ý và khởi xướng thành lập một bệnh viện phục vụ người dân ngay tại thủ đô Sài Gòn. Bệnh viện vì dân tọa lạc tại ngã tư Bảy Hiền, thường được giới bình dân Sài Gòn hay kêu đó là bệnh viện bà Thiệu. Bệnh viện được xây dựng do bà vận động quyên tiền từ thiện của nhiều người, bao gồm thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia. Bệnh viện vì dân là bệnh viện tư nhân nhưng được điều hành công. Người dân vào khám và chữa bệnh được miễn phí hoàn toàn. Sau khi bác sĩ khám bệnh xong thì bệnh nhân được phát thuốc theo toa. Nếu ai bị bệnh nặng thì được nằm lại bệnh viện để chữa bệnh. Lễ đặt viên đá đầu tiên đã cử hành ngày 17 tháng 8 năm 1971. Nhờ sự tín nhiệm và giúp đỡ của các nhà hảo tâm, các cơ quan từ thiện trong và ngoài quốc, các cơ quan quốc tế và các quốc gia bạn, nên việc xây cất và trang bị các phương tiện y khoa được tiến hành một cách nhanh chóng và đầy đủ. Bệnh viện vì dân được khánh thành vào ngày 20 tháng 3 năm 1973 với 400 giường bệnh và nhiều phân khoa khác nhau: khoa ngoại và nội trú, khoa giải phẫu, khoa xét nghiệm, khoa tai mũi họng, khoa quang tuyến, nhãn khoa, khoa nhi đồng, nhà thuốc Tây. Bệnh viện vì dân là bệnh viện lớn và tân tiến nhất ở miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ. Bệnh viện có nhiều vị bác sĩ và y tá chuyên môn, cũng như sử dụng những dụng cụ y khoa tân tiến nhất. Sau khi bà Nguyễn Thị Mai Anh phát biểu trong buổi lễ, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng với phu nhân cắt băng khánh thành. Ngày 21 tháng 4 năm 1975, do những áp lực từ chiến trường, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố từ chức trên đài truyền hình. Sau đó, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu cùng gia đình rời khỏi Việt Nam vào đêm 25 tháng 4 và bay tới Đài Bắc để phúng điếu tưởng giới thạch với tư cách là đặc sứ của Việt Nam Cộng Hòa. Lúc đầu, cả gia đình sang sống tại Đài Loan, nơi trước đó ông Nguyễn Văn Kiểu, anh ông Thiệu, làm đại sứ.
Sau khi con trai thứ hai Nguyễn Quang Lộc sang Anh Quốc học, thì cả nhà lại sang London định cư và sống ở đó trong suốt 15 năm. Khi mấy người con sang Mỹ để tiếp tục con đường học vấn năm 1985, thì cả nhà cũng đến định cư tại thành phố Boston. Bà Mai Anh muốn ở gần những người con của mình. Ông bà có ba người con: Nguyễn Thị Tuấn Anh, trưởng nữ; Nguyễn Quang Lộc, trưởng nam; Nguyễn Thiệu Long, thứ nam. Ngày 29 tháng 9 năm 2001, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ trần tại Trung tâm Y tế Beth Israel de Kness Medical Center thuộc thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, sau khi bị đột quỵ ở nhà. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu được an táng tại Boston, lúc mất ông hưởng thọ 78 tuổi. Phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói: "Tôi mong có dịp về lại Việt Nam thăm mồ mả ông bà và mang cho cốt của ông, chồng Nguyễn Văn Thiệu, về khi đất nước bình yên." Ông già có chối rằng: "Nếu được thì đem chôn tại quê ông ở Phan Giang, nếu không thì giải một nửa xuống biển và một nửa trên núi." Bà nói như vậy về ước vọng của bà như một người phụ nữ Việt Nam bình thường, không quên tổ tiên dòng họ. Một người từng làm việc trong Dinh Độc Lập dưới thời Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã nói về bà như sau: "Tôi luôn luôn giữ lòng quý mến đối với Tổng thống phu nhân. Bà lúc nào cũng giữ nếp sống bình dị của người đàn bà phúc hậu, bao dung của sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đối với tôi, bà Thiệu là hình ảnh một người mẹ, một người vợ hiền đảm đang hơn là một vị đệ nhất phu nhân sống trong tột đỉnh của quyền thế và nhung lụa giàu sang. Bà Thiệu là một người đáng kính, không có kênh kiệu của một người có quyền thế, vì bà là một người đứng cạnh chồng, chỉ biết lo cho gia đình mà thôi." Phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu lúc nào cũng vui vẻ và thân thiện với tất cả mọi người chung quanh. Khuôn mặt phúc hậu và nhân cách của bà làm người đối diện cảm thấy gần gũi và kính trọng. Bà không bao giờ câu nệ về cách cư xử của nhân viên thuộc cấp. Mỗi lần gặp mặt, bà luôn luôn lên tiếng hỏi thăm sức khỏe chúng tôi trước, không kịp để chúng tôi chào bà. Điều đặc biệt là bà không bao giờ đề cập đến bất kỳ có liên quan đến việc làm của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu với chúng tôi. Trong suốt thời gian làm việc tại đây, chỉ có một lần duy nhất tôi nghe bà than phiền với ông Thiệu rằng, bằng lời lẽ rất ôn tồn về một nhân vật có đầy quyền thế tại phủ Tổng thống trong lúc tôi đang đứng bên cạnh. Phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu thường đi ủy lạo thương binh ở khắp bốn vùng chiến thuật cũng như tại Tổng Y viện Cộng Hòa. Đồng thời, bà còn tham gia rất nhiều hoạt động xã hội và từ thiện nữa. Nhận thấy xã hội còn nhiều nhiễu nhương nên bà Nguyễn Thị Mai Anh, phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, đã thành lập Hội Phụ nữ Phụng sự Xã hội vào ngày 1 tháng 6 năm 1968 để an ủi và giúp đỡ người dân. Bà nói: "Xã hội bây giờ đang nhiễu nhương, phụ nữ phải tham gia làm công tác xã hội với sự yêu thương và để có thể xoa dịu phần nào sự đau khổ của họ." Phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu dành hầu hết thời giờ của mình để cứu trợ những người tị nạn chiến tranh, quả phụ mất chồng trong cuộc chiến và đặc biệt là những cô nhi bị bỏ rơi. Trong một lần đi thăm trẻ em mồ côi ở cô nhi viện Don Bosco tại Sài Gòn, thì bà bồng một em bé lên với khuôn mặt rạng rỡ và nụ cười rất tươi. Bà nói với mọi người hiện diện rằng:
Một trong những đặc ân mà tôi thích nhất là cái ngày mà tôi được quyền gọi các em cô Nhi là các con của tôi. Nhân lúc bế giảng khóa học dành cho những bà vợ của thành viên nội các tại Dinh Độc Lập vào ngày 30 tháng 4 năm 1968, phu nhân Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói: "Phụ nữ ngoài nhiệm vụ ở hậu phương là yểm trợ tiền tuyến bằng cách giúp băng bó những vết thương và còn có thể xông pha ngoài chiến trận để đánh giặc như hai bà Trưng Trắc và Trưng Nhị nữa, tôi nghĩ rằng phụ nữ nên tự nguyện học một bản về quân sự để có chút hiểu biết, hầu có thể giúp đỡ tiền tuyến lúc cần thiết. Không những thường xuyên đi hiến máu, bà còn khuyến khích mọi người đi hiến máu như bà. Năm nào bà cũng tham dự ngày lễ diễn hành nhân ngày giỗ hai bà Trưng. Ngay cả hiện tại ở Mỹ, bà vẫn tham dự ngày lễ giỗ hai bà Trưng hàng năm. Mặc dầu là vợ của một tổng thống, nhưng vì sinh trưởng ở Mỹ Tho nên giọng nói và tánh tình của bà hiền hậu và dễ thương như những người sinh trưởng ở miền Nam. Vào năm 1972, một người Hoa Kỳ làm việc tại Việt Nam đã xin phép lấy tên bà Nguyễn Thị Mai Anh đặt cho một giống lan Brassolilaeocatlea Mai Anh. Nhân dịp này, tên của bà Đinh Thúy Yến, phu nhân Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, cũng được đặt tên cho một giống lan Brassolilaeocatlea Đinh Thúy Yến. Năm 2009, bà dọn qua sống với gia đình con trai là anh Nguyễn Quang Lộc tại Orange County thuộc tiểu bang California, vì bà muốn ở gần con cháu của mình. Bây giờ bà đã lớn tuổi nên sức khỏe của bà không còn được như xưa. Mang tim non đổ xuống dốc dài, đặt tâm linh xuống nơi đền đài, chào nhân loại còn chào luôn thế kỷ tàn phai. Thương quê hương mỏng manh chiếc áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuối hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ dối nhịp đường tu. Trong đau thương nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo mòn niềm vui. Con đi trong buồn tìm thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quy bên mẹ nghe an bình trong tiếng câu kinh. Câu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong dáng mẹ ngồi, thương quê hương
trong mảnh chiếc áo, áo nát nhau mẹ thức ngồi khâu. Thương quê hương triền miên bão lũ, chìm trên từng mặt người dã thú. Đang yêu nhau người vướng tội tù, đang đam mê người nuôi hận thù. Thương quê mẹ tâm nhân từ rối nhịp đường tu. Trong thương đau nhìn con bước tới, dáng mẹ ngồi héo gầy niềm vui. Con đi trong buồng tim thống hối, giữa dòng đời muôn trùng vạn lối. Con ra đi vì trái tim mình cần công chính nuôi tâm hồn lành, để đêm về quỳ bên mẹ nghe an bình trong tiếng cầu kinh. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Cầu kinh đêm vọng hướng lên trời, nguyện xin Chúa đoái thương người Việt. Chúa nhân từ trên thập tự, máu ngàn đời máu vẫn đỏ tươi. Trong gian